Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cổ trọng đeo huân trường, cổ đảng đeo trọng, cổ dân thì bị thít Đầu tháng 11 năm ngoái, ông Nguyễn Phú Trọng được ông Tập Cảnh Bình tặng huân trường hữu nghị Buổi trao tặng được tổ chức long trọng tại Đại lễ đường Nhân dân Tại đó, ông Tập cận Bình khen ông Nguyễn Phú Trọng là người bạn tốt, chân thành của Trung Quốc Người định hướng và thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Việt Nam trong thời đại mới cổ của ông Nguyễn Phú Trọng đeo huân trường của ông Tập. Câu hỏi đặt ra là ông Tập khen ông Trọng là bạn tốt chân thành nhưng liệu ông Tập có chân thành với ông Trọng hay không? Hay là sự chân thành chỉ có tính một chiều mà thôi? Bởi mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã là bất bình đẳng. Họ xứng với nhau là anh em chứ không phải là đồng chí. Ngay trong cách xưng hô anh em đã cho thấy sự bất bình đẳng rồi. Anh bao giờ cũng ở vai vế cao hơn của em nhìn hành động của ông tộc cảnh bình trên biển đông thì ai cũng biết ông ta không hề chân thành với đảng cộng sản việt nam miệng thì nói về thứ tình hữu nghị nhưng tay lại dìm tàu cá của ngư dân việt nam ông ta ngang nhiên ra lệnh cấm đánh bắt cho ngư trường truyền thống của ngư dân việt nam những hành động của ông tộc cảnh bình như thế vừa để lấn tới bành trướng chủ quyền vừa sử dụng sự chân thành của ông nguyễn phú trọng và quả thật phía ông trọng chỉ biết cúi đầu chấp nhận thỉnh thoảng có người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam có lên tiếng và luôn lặp đi lặp lại vài câu phản đối vô hồn như con vẹt chỉ để đối phó với dư luận trong nước chứ không có bất kỳ hành động thực tế nào ví dụ như kiện Trung Quốc ra toán quốc tế như Philippines đã làm. Cho nên tấm huân trường móng tàu canh binh trồng lên đầu ông Nguyễn Phú Trọng cũng bởi loại lòng nhân thành như thế. Đảng bị trong tổng lọng hán hóa. Chiến lược của ông Tập là khiến ông Nguyễn Phú Trọng phải chân thành Mà cái chân thành một chiều như thế thì gọi là trung thành mới đúng Khi nắm thóp đống tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Và dâng kế tức là biến đà hổ diệt rồi Thành đốt lò ông tổng trọng triệt hạ phe cánh thâu tóm quyền lực Rồi từ đó áp đặt sự ảnh hưởng của Trung Quốc lên Đảng Cộng sản Việt Nam Hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng đang cho thực hiện kế hoạch hán hóa mà ông đã ký với ông Tập Cảnh Bình trong chuyến thăm Bắc Kinh vào năm 2017 trung quốc tiến hành đào tạo nhân sự cho đảng cộng sản việt nam sau khi thay máu gián lãnh đạo hiện tại thì lúc đó trung quốc sẽ nắm toàn bộ đảng còn dễ dàng hơn bây giờ rất nhiều đảng cộng sản việt nam là đảng cầm quyền khi ông nguyễn phú trọng chi phối toàn đảng và đào tạo người kế thừa theo trung quốc thì lúc đó việt nam bị cai trị bởi những người việt thuần phục trung quốc đây là thực trạng vô cùng nguy hiểm tuy nhiên không ai có thể ngăn cản tiến trình này bởi những người dám lên tiếng đã bị tô lâm uy hiếp vô hiệu hóa trong phong trào đòi dân chủ trong cả nước bị tô lâm triệt phá hoàn toàn trong đảng thì chẳng ai dám và cũng chẳng ai cản được ông tổng bí thư nguyễn phú trọng hiện giờ mọi thứ cứ tự trôi đi theo kế hoạch của ông tập cảnh bình sau khi hán hóa được trung ương đảng cộng sản việt nam thì trung ương đảng xem như cũng bị kéo vào tròng những người từng được trung quốc đào tạo sau khi nắm được những chức vụ cao trong đảng sẽ ra tay thít cổ toàn dân. Đó là điều khó tránh khỏi cho người dân Việt Nam. Và chỉ có ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng chân thành với Tập Cảnh Bình, chứ ông Tập có chân thành với ông Trọng đâu. Việc quan hệ với Trung Quốc là cần thiết, bởi Trung Quốc là thị trường tỷ dân, là nền kinh tế lớn thứ nhì của thế giới. Bất kỳ quốc gia nào cũng muốn làm ăn với Trung Quốc, chứ không riêng gì Việt Nam. Tuy nhiên, cách mà Đảng Cộng sản Việt Nam ngoại giao với Trung Quốc mới là điều rất đáng lo ngại giữa hai quốc gia thì phải là ngoại giao hai nhà nước, chứ sao lại ngoại giao giữa hai đảng Cộng sản. Tổng bí thư thì rất mũi đảng, đảng lại rất mũi nhà nước cho nên vận mệnh trăm triệu dân nằm trong tay một ông già thiếu mình mẫn là như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Cổ trọng đeo huân trường, cổ đảng đeo trọng và cổ dân thì bị thịt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lừa trẻ em, người già và người tàn tật, các công ty sổ số lãi khủng Theo Hội đồng Sổ số Kiến thiết khu vực miền Nam trong quý 1 năm 2023, có 14 trên tổng số 21 công ty sổ số kiến thiết trong khu vực bán được 100% vé phát hành như Sóc Trăng, Bến Tre, Bạc Liêu, Tây Ninh, An Giang. Tổng số tiền mà các công ty sổ số bán ra là 35.000 tỷ đồng, trong đó các công ty sổ số kiếm được 4.500 tỷ đồng. Việc vé số bán được tới 100% được xác định là do các công ty sổ số không cho người bán vé số dạo trả lại vé không bán hết. Ra nghị quyết cho trả lại vé số ế không phải là để bảo vệ người nghèo mà chỉ là chiêu bài đối phó với dư luận. Được biết, những người bán vé số dạo là những người rất nghèo, người mất sức lao động, không kiếm được việc làm nào khác. Họ hoặc trẻ em nghèo, trẻ mồ côi, hoặc người già cô đơn, hoặc là người tàn tật vân vân. Việc ép người bán vé số dạo phải ôm vé số ế để công ty tối đa lợi nhuận hóa là hành động bất nhân đến những kẻ đâm thề chén mướn cũng không nỡ ăn trên đầu trên cổ người già, tàn tật và trẻ em mồ côi và những người nghèo như đảng ta. Sau khi bị chỉ trích dữ dội về ép người bán vé số dạo phải ôm hàng ế, thì Hội đồng Sổ số, số Kiến thiết khu vực miền Nam đã ban hành nghị quyết số 68, trong đó yêu cầu các công ty thành viên và đại lý phải nhận lại vé số ế. Tưởng rằng nghị quyết ban ra sẽ là chiếc phao cứu vớt cho những mảnh đời cùng khổ bán vé số nhưng không, nghị quyết bàn ra chủ yếu là để bịt miệng dư luận, miếng bánh lợi nhuận vẫn bị các công ty sổ số chiếm hết. Còn khó khăn thì họ đẩy về phía những người lao động cùng khổ. Các công ty sổ số ăn trên đầu, trên cổ, người già, trẻ em và cả những người tàn tật. Nghị quyết sổ số 68 ban hành vào tháng 8 năm 2023, nhưng sau 4 tháng, người bán vé số dạo vẫn phải ôm vé số ế để lách luật công ty sổ số, số tung ra quy định ngầm đó là công ty sẽ cắt giảm lượng vé số cấp cho đại lý nếu đại lý cấp một trả lại vé ế cho công ty chính vì quy định ngầm như thế nên đại lý cũng làm tương tự với người bán số dạo cuối cùng người bán vé số dạo là người chịu thiệt hại nặng nề nhất với việc tồn tại luật ngầm các công ty sổ số, số tống hết vé số ế cho người bán vé số dạo buộc họ phải ôm lấy Đấy không phải là trò gian manh duy nhất mà các công ty sổ số kiến thiết đã làm. Trò gian manh phổ biến nhất là các công ty này dùng lao động người già trẻ em và người tàn tật để mà kiếm lợi cho công ty mà không sợ bị phạm luật. Họ đã làm như sau. Công ty sổ số phân phối vé xuống cấp đại lý 1, rồi đại lý cấp 1 này lại phân vé xuống cấp đại lý số 2. Nhưng thực chất đa số các đại lý cấp số 2 là người bán vé số dạo, là lao động phổ thông những người này là người bán hàng trực tiếp cho công ty sổ số nhưng lại bị coi là đang tự kinh doanh vé số bị coi là làm việc cho chính bản thân họ công ty sổ số không thuê họ và không có trách nhiệm gì với họ như luật lao động đã quy định ở các nước tiên tiến người già trẻ em và người dần tật là những người được nhà nước trợ cấp hoặc nuôi dưỡng tuy nhiên ở nước cộng hòa sau chủ nghĩa việt nam nhà nước lập ra các công ty sổ số kiến thiết là để bóc lột lợi dụng họ để mà làm giàu cho quan chức và kiếm tiền lợi nhuận khủng về cho nhà nước. Người bán vé số dạo không thể nào đối phó được với những trò lừa gạt của các công ty sổ số đưa ra. Tuyên giáo thì vẫn cứ ra giả câu rằng nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Rồi tự xưng rằng Đảng Cộng sản là đảng của giai cấp lao động. Tuy nhiên, thực tế thì đến người già, trẻ em và người tàn tật vẫn bị họ bóc lột tàn tệ không tha ai cả đã không trợ cấp cho những người này thì thôi. Đằng này, Đảng lại nghĩ ra cái gọi là công ty sổ số kiến thiết để mà khai thác sức lao động của họ. Thật là một chế độ man dở mà trên thế giới này hiếm có còn tồn tại. Lập ra công ty sổ số để mà bóc lột người già, trẻ em và người tần tật nhưng lại gắn vào cái tên mỹ miều là kiến thiết. Thật chẳng ai thấy những công ty sổ số này kiến thiết gì cho đất nước, chỉ thấy nó bóc lột ngay cả những người đáng thương nhất để nó được đầy túi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Lừa trẻ em, người già và người tàn tật, các công ty sổ số lãi khủng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề.